Trong gần một thế kỷ qua, tên lửa đã tiến hóa vượt xa những giấc mơ của Von Braun hay Korolev. Từ đạn đạo cơ bản đến tên lửa hành trình, con người đã chạm tới một lãnh địa mới, tên lửa siêu thanh. Nhưng, chính xác thì siêu thanh nghĩa là gì? Trong vật lý hàng không, tốc độ được đo theo đơn vị Mach, tương đương với tốc độ âm thanh. Một máy bay chiến đấu hiện đại như F-16 có thể đạt Mach 2, gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Nhưng hypersonic, đó là thế giới từ Mach 5 trở lên. Ở tốc độ đó, bạn có thể bay từ Hà Nội đến Sài Gòn chỉ trong 3 phút. Tuy nhiên, tốc độ không phải là điều khiến các quốc gia lo sợ nhất, mà là khả năng cơ động. Khác với tên lửa đạn đạo, vốn có đường bay cố định, dễ đoán, tên lửa siêu thanh có thể thay đổi hướng, điều chỉnh độ cao và thực hiện các động tác tránh né trong lúc đang di chuyển với vận tốc khủng khiếp. Chính điều này khiến các hệ thống phòng không hiện tại, kể cả THAAD, Aegis hay S400, gần như bất lực. Hypersonic hiện nay được chia thành hai loại chính. Boost Glide Vehicles HGVS được đưa lên độ cao lớn bằng tên lửa đẩy, sau đó tách ra và lượn về mục tiêu với tốc độ siêu thanh. Rui Missile chạy bằng scramjet sử dụng động cơ siêu âm đốt cháy không khí, duy trì tốc độ Mach 5 trong hành trình bay ở độ cao trung bình. Đây không chỉ là một cuộc cách mạng về khí động học, mà còn là thay đổi căn bản chiến lược răn đe toàn cầu. Với hypersonic, cảnh báo sớm chỉ còn vài phút, hệ thống phòng thủ trở nên lỗi thời và thời gian phản ứng gần như bằng không. Vũ khí siêu thanh không đơn thuần là nhanh, mà là không thể bị ngăn chặn. Và đó là lý do vì sao các cường quốc đang lao vào cuộc đua phát triển, bất chấp chi phí hàng tỷ đô la và rủi ro kỹ thuật khổng lồ. Câu hỏi không còn là khi nào chúng sẽ xuất hiện, mà là quốc gia nào sẽ nắm thế thượng phong và quốc gia nào sẽ bị bỏ lại phía sau. Tháng 3 năm 2018, trong một bài phát biểu bất ngờ trước Quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, chúng tôi đã phát triển thành công các vũ khí siêu thanh không thể bị đánh chặn. Cả thế giới sửng sốt, và tên đầu tiên được nhắc đến, Kinzhal. Kinzhal trong tiếng Nga nghĩa là dao găm, là một tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay, được cho là đạt tốc độ tới Mach 10. Được triển khai từ tiêm kích MiG-31, Kinzhal không chỉ là vũ khí chiến lược, mà là đòn răn đe trực tiếp vào hạ tầng quân sự NATO ở Đông Âu. Tuy nhiên, vũ khí khiến phương Tây thật sự lo lắng chính là 3M-22 Zircon. Zircon là tên lửa hành trình siêu thanh chạy bằng động cơ scramjet đạt tốc độ Mach 8, thậm chí có báo cáo cho rằng có thể vượt mốc Mach 9. Với tầm bắn lên tới 1.000 km, Zircon có thể tấn công tàu sân bay, tàu khu trục và căn cứ ven biển trước khi bất kỳ hệ thống phòng không nào kịp phản ứng. Điểm đặc biệt, nó có thể được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và thậm chí từ tàu khu trục đã có hệ thống Kaliningrad, chỉ cần thay đạn. Về chiến lược, Nga không phát triển hypersonic để giành ưu thế toàn cầu như Mỹ. Họ phát triển để tạo vùng cấm tiếp cận ở các khu vực họ coi là sinh tử, Kaliningrad, Crimea, Bắc Cực và Viễn Đông. Chính vì thế, hypersonic của Nga không chỉ đơn thuần là tên lửa mà là công cụ chính trị, một loại vũ khí gửi đi thông điệp đừng đến gần. Và họ không dừng lại ở đó. Trong chương trình Avangard, Nga phát triển một loại đầu đạn siêu thanh lượn Hypersonic Glide Vehicle gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-19. Khi tách khỏi tầng đẩy, Avangard lao về mục tiêu với vận tốc hơn Mach 20, vượt qua mọi hệ thống đánh chặn, bao gồm THAAD và cả Aegis của Mỹ. Tốc độ, sự cơ động, khả năng hủy diệt, Nga đã đi trước ít nhất 5 năm so với Mỹ trong lĩnh vực này. Và điều đáng sợ nhất là phần lớn vũ khí đó đã sẵn sàng tác chiến. Khi phương Tây vẫn còn hoài nghi về công nghệ siêu thanh của Nga, thì một cái tên khác lặng lẽ trỗi dậy, Trung Quốc. Không tuyên bố mạnh mẽ, không thị uy bằng video thử nghiệm, nhưng đằng sau hậu trường, Bắc Kinh đã đạt được một cột mốc khiến cả Lầu Năm Góc phải sốc. Tháng 7 năm 2021, trong một thử nghiệm bí mật, Trung Quốc đã phóng một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu thanh Hypersonic Glide Vehicle bay vòng quanh trái đất ở quỹ đạo thấp, sau đó lượn xuống và đánh trúng mục tiêu. Một quan chức tình báo Mỹ mô tả vụ việc này là một khoảnh khắc Sputnik mới, một cảnh báo rằng Trung Quốc không chỉ bắt kịp mà đang vượt lên. Vũ khí được nghi là DF-ZF, một đầu đạn siêu thanh lượn, được triển khai trên các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. DF-ZF có thể bay ở độ cao thấp hơn các đầu đạn thông thường, cơ động linh hoạt để né tránh đánh chặn và tiếp cận mục tiêu với vận tốc Mach 5 đến 10, tức là chỉ mất vài phút để đánh trúng căn cứ Mỹ ở Guam hoặc thậm chí là tàu sân bay trong vùng biển Philippines. Nhưng đây mới là điều khiến giới quân sự lo ngại. Trung Quốc đang áp dụng học thuyết gọi là sát thủ diệt hạm, Carrier Killer, dựa vào hypersonic để đánh chìm tàu sân bay từ khoảng cách an toàn. Trong khi Mỹ còn đang thử nghiệm công nghệ Scramjet và loay hoay với các chương trình DARPA, Trung Quốc đã đưa DF-17 vào biên chế từ năm 2020, triển khai ở các quân khu sát Đài Loan và Biển Đông. Tham vọng của Trung Quốc không dừng ở đó. Dữ liệu từ ảnh vệ tinh cho thấy họ đang xây dựng hàng loạt bãi thử hypersonic trong sa mạc, tại Tân Cương và Nội Mông, với các hầm phóng, radar định vị và trạm điều khiển đồng bộ. Một hệ sinh thái hypersonic có khả năng phóng tên lửa siêu thanh từ cả bộ, không và biển. Trong cuộc đua siêu thanh, Trung Quốc không phô trương nhưng tiến rất nhanh. Đó không còn là sức mạnh công nghệ mà là chiến lược xoay trục quân sự toàn cầu với mục tiêu tối hậu thay đổi cán cân sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương. Khi mọi radar đều mù trước đòn tấn công siêu thanh, Trung Quốc biết rằng chỉ cần đi trước một bước, họ có thể thay đổi cả bàn cờ. Mỹ từng là quốc gia đầu tiên thử nghiệm thành công công nghệ siêu thanh từ thập niên 1960 với chương trình X-15 đạt tới Mach 6.7. Nhưng trong gần nửa thế kỷ tiếp theo, Washington gần như bỏ quên cuộc chơi. Trong khi Nga và Trung Quốc đổ hàng tỷ USD vào phát triển vũ khí thực chiến, Mỹ lại dừng lại ở các dự án nghiên cứu. Kết quả, gã khổng lồ công nghệ, người sở hữu mạng lưới vệ tinh, AI và hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới, lại tụt lại phía sau trong lĩnh vực được coi là thay đổi bản chất chiến tranh hiện đại, hypersonic weapons. Không phải Mỹ không có năng lực, họ chỉ khởi động quá muộn. Hiện Mỹ đang theo đuổi ít nhất 8 chương trình siêu thanh, chia làm 3 hướng chính: HGV, đầu đạn lượn, Scramjet tên lửa hành trình siêu thanh và Boost Glide từ máy bay. Vậy tại sao Mỹ tụt hậu? Thứ nhất, Mỹ quá lệ thuộc vào ưu thế truyền thống như tàu sân bay, radar Aegis và hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng. Thứ hai, các quy trình mua sắm quốc phòng quá phức tạp, bị chi phối bởi nhiều bên, Lầu Năm Góc, Quốc hội, tập đoàn công nghiệp và chính trị địa phương. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc chọn cách triển khai nhanh, rồi tối ưu sau. Kết quả, họ có hypersonic trên chiến trường, còn Mỹ vẫn đang trình PowerPoint. Lầu Năm Góc đã chi hàng chục tỷ USD cho Aegis, THAAD, Patriot, nhưng tất cả được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo hoặc hành trình truyền thống, chứ không phải đầu đạn cơ động bay ở tốc độ Mach 10 ở độ cao thấp. DARPA và Space Force hiện đang nghiên cứu các cảm biến không gian, dùng vệ tinh để phát hiện và bám sát hypersonic ngay từ giai đoạn đầu. Nhưng đến khi hệ thống hoàn thiện, liệu có quá muộn? Tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh hơn 6 lần tốc độ âm thanh. Nhưng câu hỏi thật sự là, trong một cuộc xung đột, ai có thể ra quyết định nhanh hơn? Câu trả lời có thể nằm ở một yếu tố đang âm thầm định hình lại toàn bộ cục diện quân sự toàn cầu: trí tuệ nhân tạo. Khi Nga phóng Kinzhal, Mỹ không thể ngăn chặn. Khi Trung Quốc thử DF-ZF, vệ tinh Mỹ chỉ kịp ghi nhận sau khi nó đã hoàn thành đường bay. Nhưng trong tương lai, phản ứng cần đến không chỉ là radar hay phòng không, mà là hệ thống chỉ huy tự động hóa bằng AI. Nếu tốc độ tên lửa là Mach 10, thì tốc độ ra quyết định của con người chỉ 1. Nếu AI có thể tăng tốc quá trình nhận dạng, phán đoán và phản hồi, nó sẽ là lớp lá chắn duy nhất đủ nhanh để theo kịp đòn tấn công siêu thanh. Trung Quốc và Nga không chỉ dừng ở việc phát triển hypersonic, mà còn đang huấn luyện AI để tính toán đường bay, né tránh radar và chọn mục tiêu tối ưu giữa trận địa. AI không chỉ điều khiển vũ khí, nó còn giúp điều chỉnh chiến lược. Với một lượng lớn dữ liệu thời gian thực từ UAV, vệ tinh và cảm biến mặt đất, AI có thể tự động đề xuất vị trí khai hỏa góc phóng và thời điểm tấn công lý tưởng. Với vận tốc cực đại, hypersonic chỉ để lại một dấu vết nhiệt rất mờ. Điều này khiến các radar mặt đất trở nên vô dụng. Vì vậy, tất cả các cường quốc đang đưa trận chiến lên không gian. Vệ tinh cảnh báo sớm với AI tích hợp sẽ là tai mắt duy nhất có thể phát hiện đòn tấn công hypersonic ngay từ giai đoạn tăng tốc. Mỹ đã thành lập lực lượng không gian Space Force, Trung Quốc có lưới vệ tinh tự phát triển, còn Nga đang hợp tác với Belarus và Iran để chia sẻ dữ liệu vũ trụ. DARPA đang thử nghiệm một chương trình mới mang tên Glide Breaker, một vũ khí đánh chặn siêu thanh chuyên trị chính các đầu đạn hypersonic. Không chỉ vậy, Mỹ còn đang phát triển hệ thống laser năng lượng cao và bầy đàn tên lửa nano có thể tạo thành vùng đánh chặn di động. Nếu thành công, những hệ thống này sẽ thay đổi luật chơi, không cần bắn trúng, chỉ cần làm nhiễu hoặc đánh lệch quỹ đạo là đủ để vô hiệu hóa mục tiêu. Vũ khí siêu thanh có thể định hình lại toàn bộ cấu trúc quân sự toàn cầu, nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng chiến lược. Trong kỷ nguyên mới, chiến thắng không thuộc về ai bắn nhanh hơn, mà thuộc về ai suy nghĩ nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn và tích hợp AI thông minh hơn. Một lần nữa, công nghệ không phải là vũ khí, mà là sân chơi chiến lược. Và trong cuộc chơi đó, AI chính là lực lượng viễn chinh tối thượng. Bạn đang xem MilTech Flix, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện của công nghệ thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.